Chà, thật nóng bỏng. Em đừng hòng thoát khỏi nha. Đi mất rồi. Túi của tôi, cứu với. Hả? Không thể tin được. Cậu là tôi sao? Cảnh sát tới rồi. Ôi không, phải chuồn khỏi đây thôi. Cậu đã bị bắt. Anh Chad, cùng chơi đi. Không đúng lúc rồi. Đã qua bao nhiêu ngày rồi? Hả? Mới có 2 phút thôi mà. Đúng là thảm họa mà. Mình không thuộc về nơi này. Khi đang nói chuyện lúc này thì tên tội phạm thật sự giả bộ là mình ở trong phòng ăn bánh của mình, rồi đọc nhật ký với bàn tay nhấp nháp kia, rồi còn cười nữa chứ. Mẹ gọi hắn ta thay vì mình mỗi buổi sáng, và còn mang bữa sáng mình thích cho tên giả tạo đáng ghét đó nữa. Mình có tiền mà, có tiền mua tiên cũng được mà nhỉ. Giám ngục ơi, ai đó làm rớt tiền nè. Tuyệt, mình lén lấy chìa khóa được rồi. Được rồi này. Mình cần chìa khóa làm cái quái gì? Mình biết chắc mấy cậu nghĩ mình chui qua thanh chắn được không? Đùa sao? Quá dễ luôn. Đi thôi nào. Mình muốn chơi bóng rổ. Em cũng vậy. Cúi xuống đi chat. Con bé này làm mình kiệt sức mà. Mệt quá rồi. Mình phải ngủ một tí. Chạy đi anh Chad. Ta là ăn trộm. Ăn trộm đó. Còn em 9 tuổi. Con bé không sợ mình gì hết. Được rồi, có việc này nhóc làm được này. Cắt chữ trong cuốn tạp chí đi. Còn anh sẽ ghép lại thành tin nhắn. Tuyệt. Ôi, mấy cậu ơi, mình làm mất chữ A rồi. Mấy cậu biết ở đâu thì bình luận phía dưới cho mình biết nha. Và nhấn nút thích nữa. Làm xong rồi, đập tay nào. Đến lúc đem gửi rồi. Anh Chad, mau chơi thôi. Tất nhiên rồi. Anh ổn không? Ôi không, anh không phải anh của tôi. Cứu tôi với. Hình như có ai kêu cứu thì phải. Hay là mình lãng tay ta. Một bức thư, có gì đấy. Ta đã bắt cóc Madeline. Nếu muốn chuộc con bé thì đưa 100 triệu đây. Phải làm gì đây? Khoan đã, nhà mình giàu mà. 100 triệu là chuyện nhỏ mà thôi. Khoan, bức thư không có địa chỉ gửi. Giờ mới thấy anh em sinh đôi của mình khá là khôn đấy. Dạ, rõ ràng rồi. Mình phải tự mình đi tìm nhóc con rồi. Mình chỉ sẽ mang đồ cần thiết thôi. Một người mấy chậu xương rồng, còn cá mập. Mình sẽ chơi điện thoại một chút nhỉ. Ôi, mình trễ mất rồi. Nhóc là ai? Anh mua bánh mà. Không bé ơi, ai lại đến nữa vậy? Năn nỉ đó. Mua một túi thôi. Không, thấy phiền rồi nha. Tiền đây, đi ra ngoài. Ui, đứng yên đó. Yêu, thoát được rồi. Mình đẹp trai quá đi. Cảnh sát tới, anh ta kìa. Tên tội phạm.
Ngạc nhiên chưa? Chào đằng kia. Được rồi. Xin chào cậu. Chào. Anh lừa em. Vài giờ thì em sẽ bắt giữ anh làm con tin. Chơi thôi nào. Trước tiên trang điểm đã. Không, đừng có trang điểm. Màu này phù hợp với anh đấy. Thêm kim tuyến này, trông đẹp quá đi. Con bé đâu rồi? Không, đừng là cảnh sát chứ, chết mình rồi. Giờ thì chụp được rồi nha. Tắt tiếng còi đi. Em tự làm chúng sao? Dừng lại đi, chịu hết nổi rồi. Ta đi đi. Anh đừng mong là thoát khỏi nha. Phải đi ra khỏi đây ngay. Nhanh nào, đi thôi. Xin chào, anh có thấy cô bé này không? Không rồi. Chụp tấm nào. Chào, tôi đang tìm em gái. Cô có thấy em tôi không? Không thấy. Cuối cùng cũng thấy Madeline. Không phải Madeline. Này, thả tôi ra với. Ôi cảnh sát, cô có thấy em gái tôi không? Con bé mất tích rồi. Không rồi, cậu có thấy tên bắt cóc này không? Không nhớ nữa. Đứng yên. Mấy người đi đâu vậy? Còn tôi thì sao? Chắc là mình thoát được rồi. Cuối cùng cũng đã thấy cậu đây. Từ từ đã. Hả? Sao chúng ta lại giống nhau quá vậy? Đợi một chút, để tôi giải thích. Đây là ba của tôi. Không tin được. Còn đây là mẹ tôi. Hình như chúng ta là anh em rồi. Lần cuối cùng tôi thấy ba là... Ba, ba về rồi. Con trai qua đây. Ba có quà tặng cho con này. Chiếc xe bán tải sao? Ba ơi, con muốn nó lâu lắm rồi. Thao con vịt đi, bảo trọng nha con trai. Ba ơi, ba đi đâu vậy? Sao mình lại cần cái vòng phao này chứ? Cảnh sát tới rồi. Mau đổi quần áo đi. Ta sẽ làm họ bối rối cho xem. Vậy ai là anh trai của em đây? Họ giống nhau thật. Mọi người ơi, mọi người nghĩ ai là Chad thật vậy? Hãy bình luận bên dưới nha. Mình sẵn sàng đi chơi rồi. Chào mấy bồ. Chào Chad, tụi mình có bóng ở đây rồi này. Cậu ở đâu vậy? Mình à, đang trên đường tới. Đợi mình. Hẹn lát gặp. Madeline, em làm sao vậy? Anh Chad, em muốn đi nữa. Không được. Em ở nhà đi. Không chịu. Ở nhà đi. Chad à. Mẹ. Này, hai người quên con rồi sao? Mẹ phải đi đây. Con cũng vậy. Kéo, búa, bao. Con sẽ ở nhà trông em. Tạm biệt. Không. Giờ này là mình chơi bóng rổ với đám bạn mình rồi. Em gái mình quả là ác mộng mà. Chơi với em đi. Sắp chịu hết nổi rồi. Ai vậy? Chào. Ồ, mua ít bánh quy đi. Tạm biệt. Em thèm bánh quy lắm. Cơ hội đây rồi. Vào đi. Nhóc làm người trông trẻ nha. Nhóc sẽ trông em của anh. Chơi với máy đi. Anh quay lại ngay. Đừng có mà đi dễ dàng vậy chứ. Được rồi, anh có tiền này.
tạm biệt. Chúng ta sẽ chơi vui lắm đây. Nhiêu đây tiền là của bánh kẹo. Còn nhiêu đây? Ôi không, Madeleine, con bé đi rồi. Không có ở đây. Cũng không ở trong tủ đồ hồ nữa. Con bé cũng không ở dưới giường. Alo, không bắt máy nữa. Mấy cậu, mình tới rồi đây. Cậu phải bắt kịp nha. Và lại nữa, đúng là vô vọng mà. Con về rồi. Không ai ở nhà. Tuyệt vời. Mình được xem tivi rồi. Madeleine là Mia. Ai nói nhóc thế? Tin nóng đây. Một bé gái tên Madeleine bị mất tích. Con bé mất tích thật sao? Nhóc đợi gì nữa? Phải tìm con bé ngay. Bắt đầu vào việc thôi. Thiếu mất thông tin con bé. Tên Madeleine. Tuổi không nhớ nữa. 7 tuổi. 7 tuổi, phải rồi. Ngoại hình không nhớ nổi. Hãy bình luận bên dưới nha. Này, có ai ở đây không? Tôi đi tìm em gái tôi. Mình có thể thấy mọi thứ từ đây. Madeleine, con bé kìa. Tìm được em rồi, em gái nhỏ. Ồ, chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh là ai? Nhầm người rồi. Không thể tin được. Đi thôi em gái. Xin lỗi nha. Đi tìm ở hồ bơi thôi. Madeleine, em khát nước quá. Và anh sẽ đi dán hình lên. Chat mắc cười thật. Anh ta cứ làm lạc em gái hoài. Nhìn đi, anh ta kìa. Ai? Chat. Chat. Mấy nhóc, chuyện gì vậy? Cứu. Em quay lại rồi. Chat, anh đâu rồi? Ai đó cứu tôi với. Madeleine, em đâu rồi? Nhìn xem có gì này. Bản đồ hướng dẫn cách tìm người mất tích. Luật đầu tiên, để tìm được người mất tích, mình phải suy nghĩ như họ. Vậy nghĩa là sao? Em biết này. Trà này ngon quá. Em đồng ý. Hỗn hợp này thật xuất sắc. Em nghĩ vậy có giúp được gì không? Xin lỗi nha. Hãy đọc luật số 2 thôi. Đi tìm chứng cứ. Đi tìm xung quanh phòng con bé thôi. Em biết rồi. Ta cần có cuốn sổ con bé. Tìm được rồi. Giờ tìm dấu hiệu ở đây đi. Ý hay đấy. Madeleine vẽ gia đình chúng ta. Ba, mẹ, anh ở đâu? Nhìn đi, có mũi tên chỉ kìa. Anh thấy rồi. Cái gì đây? Chỗ bí mật của em ấy. Em ấy chắc ở đấy. Nghĩ đúng đấy. Đi thôi. Nơi này khá được đấy. Nhìn này, có cái hang. Anh ướt nhẹp rồi. Em có mang dù theo à? Thì em là hướng đạo sinh mà. Ở đây có cái nút gì kìa. Nó làm gì vậy ta? Không gì cả. Ấn mạnh đi.
anh hứng mạnh lắm rồi. Nó ở đây làm gì? Không có tác dụng gì hết. Này bé chó, ta đang tìm em gái nè. Mày có thấy em gái ta không? Ồ, một bé nữa. Thấy con bé không? Nhìn kỹ đi. Không à. Madeline, nhìn đi, sân chơi kìa. Chơi thôi. Nếu nhóc muốn thế. Vào ngay rổ luôn. Cú ném 3 điểm. Và mình thắng rồi. Em gái, em đâu rồi? Chơi thôi Chad. Nhưng anh không muốn. Ui, chạy lẹ. Anh bạn à, mày thấy em gái ta không? Không à, bạn mày chắc sẽ thấy em ấy. Không thấy luôn. Tiệm giặt ủi, Madeline chắc ở đây. Mình sẽ xem xung quanh. Em gái, em có ở đây không? Ôi không, Madeline. Chỉ là cái quần thôi. Trò đùa đáng ghét. Mày thấy con bé này không? Không, được rồi. Ai đó gọi này. Madeline, em ở đâu vậy? Anh Chad, em đang ở Bắc Cực. Em lạnh quá đi, cứu em với. Anh sẽ cứu em gái. Em ở yên đấy nha, tụi anh sẽ đến liền. Nhanh lên. Chat dễ lừa thật. Anh tin mọi thứ mình nói luôn. Chắc giờ mình ngồi chơi thôi. Con yêu, con biết anh trai con ở đâu không? Con không biết luôn. Ngủ ngon nha, hổ con. Sao đèn lại tắt rồi? Ai đó? Mình sẽ kiểm tra dưới gầm giường. Hết hồn chưa? Em bị lừa rồi nha. Thôi nào Chad. Trò này vui lắm đó nha. Em sẽ có kiểu tóc mới. Không, sao cắt tóc em vậy? Liêu liêu. Không có vui đâu. Bữa trưa đã sẵn sàng. Bánh kem, thích quá đi. Dừng lại. Ăn rau trước đã, rồi sẽ tới món tráng miệng. Ghê quá đi. Chúng ta phải ăn. Con xong rồi. Mẹ ơi, con ăn hết rau rồi nha. Giỏi lắm Chad. Madeline, sao con không ăn? Dạ, nhưng mà mẹ bị chiêu tiếp nha. Tráng miệng nào. Ba, mẹ, anh Chad cứ bắt nạt con suốt thôi. Chad, sao vậy hả con? Gì ạ? Madeline là em mà. Con cứ gây với em hoài vậy. Đâu có đâu, con yêu em ấy lắm. Ôm cái nào em gái. Bọn trẻ đáng yêu quá. Ôi không, đầu của em. Nghe anh, đừng hoảng sợ. Con lại bày trò nữa rồi. Bị lừa rồi nha.
Sao ạ? Nên mặc bộ nào để đi lừa ta? Cái này quá đơn giản. Mặt nạ la hét nhỏ quá. Món đồ yêu thích. Cái này sẽ dọa được con bé thôi. Nó ở trong phòng kia. Nước tấn công. Chat. Lại đây. Lạ quá. Phòng này vốn là của nhỏ em. Sao giờ lại thành phòng làm việc của ba rồi? Chat à, việc này không thể chấp nhận được. Con có nghe không? Dạ con xin lỗi ba. Em đâu rồi ba? Đi ra ngoài ngay. Đừng lại gần chỗ ba làm việc. Mẹ à, có thấy mát lai đâu không ạ? Em con ấy. Ai cơ? Em gái con. Đây nè, trong ảnh gia đình mình. Chờ chút, con bé đâu rồi? Kỳ lạ vậy ta. Chat à, con không sao chứ? Dạ, con ổn mà. Mình sẽ đi tìm dấu vết của em gái. Mình sẽ là một thám tử. Đây rồi. Hóa ra là đôi giày của mẹ. Tấm thảm bị sao đây? Vuốt cho phẳng coi. Cái gì? Lại vết nhăn nữa sao? Phải cần một phương pháp khác thôi. Tất nhiên, em gái mình đang trốn dưới đó. Mẹ, đừng mẹ ơi, dừng lại. Giận lấy nè, không bày trò nữa nha. Hả? Không có sao? Con bé đi đâu rồi nhỉ? Có rồi, lấy búp bê làm mồi nhử. Em gái mình sẽ trúng kế ngay. Chắc chắn thành công. Đây rồi. Bắt được rồi nha. Con bày trò đây sao? Dạ. Mát lai, thì ra em trốn ở đây. Súng cao su. Nè, chú làm gì vậy? Chết, em không cố ý. Ở đó sám hối đi. Và một, và hai. Con bé không thể biến mất không dấu vết. Đây rồi, ly của nó đây. Ba à, bằng chứng đây nè. Đây là ly của Mát Lai. Xin lỗi con trai, ba không cố ý. Con sẽ đi dán lại. Xong rồi. Hả? Mấy bù? Đó là tên mẹ mà. Ai làm bể ly của mẹ? Mẹ giặt đồ cho con rồi đó. Cảm ơn mẹ. Gì đây? Chiếc váy. Mẹ à, con nói rồi mà, đây là váy của em con. Ôi chát, con quên là mình đã chọn cái váy này để diễn kịch ở trường sao? Mẹ đừng cho ai coi nha. Sao có thể? Em gái, đúng là em rồi. Anh nhớ em lắm đó. Không có ai hết. Mình lại tưởng tượng rồi. Nè anh bạn, có nhớ em gái mình là ai không? Sao? Con bé thấp. Tóc dài ngang vai.
mà còn có sừng với mặt nạ người dơi. Đây chắc chắn là một chiếc âm mưu. Em gái mình đi đâu được chứ? Có thể là tham gia Squid Game. Nó ham đồ ngọt. Chắc là ăn cái kẹo đường rồi làm bể luôn rồi. Không, không đúng. Vậy thì là gì đây? Em gái mất tích. Madeline, ở trong xe. Chờ chút. Dừng xe lại. Anh nè, dừng xe lại. Có vấn đề gì vậy? Em gái anh ở trên xe. Em lái xe một mình mà. Anh thấy rõ ràng. Không có ai. Xin lỗi nha, anh nhầm. Mình sẽ gọi cho bà. Thế nào bà cũng biết. Bà ơi, Chad à, bà có biết em gái con ở đâu không? Gì vậy Chad? Con ổn không? Có bị sốt cao không? Con khỏe mà. Bà tới ngay. Hai đứa làm ba mẹ kiểu gì vậy? Chad tự nghĩ ra một đứa em gái mà hai đứa chẳng hề quan tâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba, mẹ, con tìm thấy Madeline rồi. Nè, ăn bánh đi. Ôi trời, đúng là thảm họa. Chad, chúng ta phải nói chuyện. Nhưng Madeline chưa ăn xong mà. Xin mời vào. Đây là phòng khám tâm lý. Chính xác. Chào bác sĩ. Chào Jack. Bác sĩ à, con cứ nhìn thấy em gái Madeline ở khắp nơi. Thậm chí ngay bây giờ cũng thấy luôn nè. Vậy sao, bác hiểu rồi. Một trò đùa. Trò đùa. Hả, em gái? Anh nhớ em lắm đó. Trò đùa này đúng là độc thiệt. Cảm ơn anh. Một, hai, ba. Anh thắng. Thôi được rồi, em thắng. Chết nè. Cuối cùng hai đứa cũng hòa thuận. Gia đình mình lại yên bình như trước.